Tiếp tục các bạn. Đây tiếp tục bên bãi về thêm nè. Bữa mình lụm cái nè. Nhưng mà nó không có lên nhiệt. Còn cái này không biết sao. Ô, cái này có một cái nấm chỉnh nữa bạn. Bữa là cái kia có hai nấm chỉnh nha. Cái này còn đẹp ghê nè. Tối đa là 450 độ nha. Tối đa là 450 độ C. Quá dữ luôn. Mình nghĩ cái này nó chỉ khoảng 100 độ đổ lại các bạn. Nhưng mà cuối cùng đây có tem nè. Điện 220. Tối đa 450 độ C. Con này còn quá đẹp. Mới ken. Hai lâu. Ô đây cái nè. Các bạn làm bể thiết các bạn. Hoặc là làm cái gì đó nha. Cái này muốn hư nè. Nha, cái này mini. Cái máy này thì bật lên chỉnh. Đây cái mini nè, có chỉnh nhiệt độ. Chỉnh đây.